Thưa quý vị và các bạn, với những người có cùng đam mê với thú vui sưu tầm tem trong và ngoài tỉnh, không ai không biết đến ông Trần Hữu Huệ ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Với niềm đam mê của mình, ông đã sưu tầm rất nhiều loại tem quý, đặc biệt là ông đã sưu tập hàng trăm con tem có chủ đề về Trường Sa và Hoàng Sa, với ý tưởng tạo nên bộ bản đồ tem quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa độc đáo. Ông Trần Hữu Huệ cho biết, bộ tem về Hoàng Sa Trường Sa là bộ tem gồm hai mẫu, đội Hoàng Sa thế kỷ 17-18 và Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ cổ. Bộ tem này do họa sĩ Trần Lương thiết kế, được in vào đầu năm 1988 tại xí nghiệp in tem Bưu Điện. Trong đó, mẫu tem đội Hoàng Sa thế kỷ 17-18 mệnh giá 10 đồng một tem, còn mẫu tem Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ cổ mệnh giá 100 đồng một tem. Ông Huệ cũng thông tin, bộ tem Hoàng Sa Trường Sa đã phát hành 30 năm, nhưng đến nay, giới chơi tem vẫn đánh giá đây là hai bộ tem quý, vì từng con tem thể hiện từng nét vẽ gần như trọn vẹn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của đất nước ta, và bây giờ chúng đã trở thành những con tem quý. Đối với những người chơi tem như chúng tôi, thì càng chơi tem thì càng yêu đất nước mình, tại vì những cái mẫu tem ở trên đó đều giới thiệu những cái hay cái đẹp của đất nước, về lịch sử, về địa lý. Rồi khi mà Trung Quốc đem cái giàn khoan 981 vô cái thềm lục địa của mình, có nhiều người là phản đối, thì những người chơi tem chúng tôi thì cũng phản đối vô cùng luôn. Và mình mới nhìn lại những cái bộ tem mình có, thì phát hiện ra năm 88 đó, nhà nước mình in ra được cái bộ tem, trong đó có những cái bản đồ chứng minh Hoàng Sa Trường Sa là của mình từ nhiều thế kỷ trước rồi. Tôi mới suy nghĩ ra và tìm cách làm một cái bộ sưu tập chứng minh chủ quyền biển đảo của đất nước bằng tem. Để tăng giá trị và tính thuyết phục cho chủ đề bộ tem, từ năm 2014 đến nay, ông đã gửi hàng trăm bì thư có dán tem Hoàng Sa Trường Sa đến hàng trăm nước trên thế giới, với mục đích lấy dấu nhật ấn của các nước. Và khi nhận được các bì thư có chứng thực của nhiều nước, ông sẽ tạo bộ sưu tập tem riêng với nhan đề Thế giới công nhận Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam qua con tem bưu chính. Bộ tem về Hoàng Sa Trường Sa của ông Trần Hữu Huệ sắp tới đây sẽ tham gia hoạt động triển lãm tranh chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 1888, 20 tháng 8 2018 tại thành phố Long Xuyên.